Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng. Có còn chạy chạy nồng. À chạy chạy chạy. À YouTuber. YouTuber dậy đi YouTuber ơi. YouTuber. Đứa chân không bánh ăn. À, rồi 10 giờ rồi đó. Có biết là 10 giờ sáng chưa? Ô đi ra hả? Mẹ đi ra hả? Mẹ đi ra hả? Ok, bye bye chạy nha. Nhưng mà mẹ đi ra là chay phải dậy nghe chưa? Ok, cho mẹ hung bánh đây. Hung bánh này, hung bánh này, hung bánh này. Hung bánh. I love you, sweet heart. Dậy nha. Thôi đi 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 đi. Gấp mình vô, gấp mình vô. À đi 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 đi. Đi nha. Mẹ đi nha. Ok, bye bye. À đi 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 đi. Đi đi đi. Đi chứ chị từ từ đi chứ đi. Hối người ta dữ vậy. Có chi đồng hối kinh nữa. Thôi mày đi nha, mày đi đóng cửa, đóng cửa. Ok, đóng cửa. Dậy đi. Dậy. Vậy mày chở đi bơi. Đi ra hả? Thôi đưa hung miếng ra đi ra. Hung miếng ra đi ra. Hung miếng nữa đi ra, hung miếng nữa thôi. Lấy ra hung miếng nữa đi ra, hung miếng nữa mày đi ra. Một miếng nữa đi, một miếng nữa đi, một miếng nữa đi, hung miếng nữa đi ra, hung miếng nữa. Hung miếng nữa mày ra. Ok. Hả? Sao? À hung miếng nữa đi, hung miếng nữa đi ra, hung miếng nữa ra, hung miếng nữa mày ra. Lấy bà ra. À đi 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 đi. Ủa chưa tỉnh nữa hả? Thằng chào. À, đi ra hả? Đi ra. Đi ra hôn mẹ, hôn mẹ miếng mày đi ra. Hôn miếng mày ra, hôn miếng mày ra. Con chưa mẹ không? À, đây 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 đây. Có người vô chú lý quá. Thôi mày nằm đây nha. Đi ra khỏi phòng luôn hả? Đi ra phòng luôn hả? Để cho con nằm con tỉnh chút rồi con dậy ha. Ok. High five cái coi. Đúng rồi, giỏi. Con thương mẹ để đâu? Thương mẹ để đâu? Đúng rồi, để đâu? Đúng rồi. Bye bye nha, chút nữa gặp nha. Chừng nào con tỉnh con kêu mẹ ơi, mẹ nha. Ok. Móc méo coi coi. Móc méo rồi. Móc méo thì sao? Có biết móc méo không? Thôi để mẹ hung cái cho mẹ nè. Mẹ hung cái nè. Hôn cái này mày nè, đưa mày hôn mặt nè. Ai giúp vô chì đi. Trời ơi, con mắt kìa không nè. Ai giúp vô chì đi. Nè, bây giờ con ở nhà với ba mẹ đi chợ nha. Ha, rồi chút nữa con muốn mua gì mẹ mua cho con muốn ăn gì. Nhìn mẹ coi, nhìn mẹ, con muốn ăn gì. Suy nghĩ, ăn gì. Ăn gì mẹ đi chợ mẹ mua. Muốn ăn gì. Lấy bà ra nó mới nói chuyện được chứ. Suy nghĩ đây bà đã suy nghĩ ăn gì. Ăn sô cô la không, rồi ăn kem không, rồi ăn gì ta, ăn cookie không, rồi con có ăn trứng không, rồi con có ăn ghi ghi không. Ủa, trời ơi, ăn ghi ghi luôn hả, ăn ghi ghi không, à không, rồi con có ăn gì ta, ăn gì nữa ta, ăn kẹo không, rồi có ăn dấu không, gì nữa không, còn gì nữa không, còn nhiều lắm. Hôn mẹ cái mày đi thôi. Con nói ai giúp vô mami, nói con ai giúp vô mẹ, con nói đi, con nói rồi mẹ đi mẹ mới vui. Mà bây giờ mẹ đi chợ con có nhớ mẹ không, nhớ nhiều không, thì con nhà với ba con đừng có quậy nha. Nha, rồi ba nhà ba cho con ăn nha, gần chút nữa mẹ đi về mẹ mua bánh cho con nha. Ôi thường quá hả, con gái gì mà nói cái gì cũng nghe hết à. Đó cô chú ơi, em chay chay sức dậy vậy là vậy đó cô chú. Bây giờ hết đủ ra rồi đó. Rồi vậy đi đâu á? Đi đâu á? À không quay phim. Lượm em đi. Không quay phim.
Mời đây đây. À không quay đi. Ai quay đâu. À không quay. Thôi đi. Ây da. Ui da. À mẹ bồng con hả? Ờ đây đây mẹ bồng. Ủa chứ sao? Con muốn sao? Lập làm sao? À con muốn. À con đóng cửa con nhốt mẹ lại đây hả? À sao kỳ vậy? Sao con đóng cửa? Ủa sao vậy? À không cho paparazzi quay phim. À không đi vô. Trời ơi, nó làm cái trò gì vậy trời? Bữa nay nó có cái trò nó nhốt tôi nữa trời. Okay. Did you have a good nap? Cái gì vậy? Thôi giờ mày đi chợ, con ráng đi, với ba đi, mày đi chợ, mày không có làm phiền con nữa đâu. Mày đi chợ nha. Con nhớ con nha trời. Rồi, bye bye chay. Không. Mommy go to the market. Bye bye. Nó lạ lùng lắm, nó thương mẹ nó mà nó thương cái kiểu đạ đùng lắm. Chút nữa ba rửa mặt nó rồi cho con nha. Bye bye, I love you. Con nói I love you mẹ. I love you mẹ. Thank you. Còn con nói mẹ là mẹ con nói là mẹ chạy xe cẩn thận. Đâu, thôi gỡ ba ra mới nói. Mẹ chạy xe cẩn thận. Đúng rồi. Sao con nói thì sao? À, mẹ be careful hả? Con nói lại nói lớn lên. Mẹ be careful. Đúng rồi. Mắc kiền khóc à. Ôi, nói mẹ be careful ở thương nghe không? Thôi. Rồi mẹ đi nha. Rồi mẹ hung tay miếng coi. Hung tay miếng. Trời ơi, trước khi chia tay. Trong giây phút chia tay. Rồi, bye bye nha. Rồi con nói mẹ làm sao? Mẹ chạy xe làm sao? Mẹ chạy xe làm sao? Be careful. Con nói cẩn thận. Lấy ba bà đó. Mẹ chạy xe cẩn thận. Nói mẹ chạy xe cẩn thận. Cẩn thận. mẹ chạy xe be careful. I love you sweetheart. Trời ơi chia tay mà nãy giờ chia nãy giờ cả nửa tiếng đồng hồ chưa chia xong nữa. Hồi con có muốn đi với mẹ không? Hồi ở nhà ba đi, ngoài kia toàn là sóng gió không mà con cứ ở yên ở nhà đó để mẹ ra mẹ gì vậy? À bị dính gì á hả? Dính ba bà. Nhưng mà con nói lại coi, con nói mẹ chạy xe làm sao nói lớn là mẹ chạy xe làm sao cẩn thận. Đúng rồi, nó lấy ba đó. Mẹ chạy xe cẩn thận. Chạy xuống bên kia. Nhưng mà con nói mẹ chạy xe làm sao? Mẹ chạy xe bị careful. Nó không chịu nói tiếng Việt không mọi ơi. Trời ơi, con nói nè, cẩn thận. Đúng rồi. Mẹ chạy xe cẩn thận. Mình nói lại coi. Chạy xe sao? Mẹ chạy xe. Cẩn gì? Mẹ bụng. Thôi mệt quá không có dạch bụng lên. Mẹ chạy xe gì? Nó không chịu nói cái chữ đó tiếng Việt ông ơi. Rồi cái đầu tóc nó buổi sáng kìa. Đầu bù tóc rối kìa. Baby, make her some breakfast, okay? Maybe toast some bread and cook some egg. Ok, bye bye chị đi. Bye bye. Hả? Bye bye mẹ. Mẹ chạy xe làm sao? Bye bye. Mẹ chạy xe làm sao? Đây, nước không con?
Nữa không? Con thấy được cô chú chưa? Thấy cô chú chú. Đúng rồi, giỏi rồi, tự ăn đi con. Tự ăn cơm đi con. Tự ăn cơm dỗ cho cô chú coi đi. Chị không muốn thịt. Không. Không muốn ăn thịt hả? Đúng rồi, giỏi. Ngon không? Ngon. Đi ăn ăn gì á? Đi ăn. Đi ăn gì cho nó cô chú nghe coi chơi ăn ăn gì á? Chơi đang ăn bacon and rice. Ăn cơm. Ăn cơm gãy rồi. Ừ, gãy rồi. Ngủ sao gãy ta? Chơi gãy rồi. Chơi làm đó không? Ai quàm? Mẹ làm. Mẹ không làm đâu. Mẹ muốn là phưu. Không bỏ cái ăn cái màu này đi, mày đặt nữa. Ăn màu đó đi. Ăn màu nào không được mà lồ cái muỗng màu xanh nữa. Lần tới đi, lần tới con ăn lần tới thì mẹ cho con cái muỗng màu xanh nha. Mẹ hứa hẹn con vào lần tới, ok. Chúc bạn may mắn lần sau nha. Ngon quá trời. Ăn cơm vô đi con, bớt cơm vô ăn đi con. Đúng rồi, trời ơi, mày nó bớt cơm vô ăn là ăn cơm liền. Trời bỏ miếng thịt vô liền con coi. Ôi bài bản như sao. Quá bài bản luôn. Xuất sắc trong giai tỳ nữ. Đúng rồi. Xuất sắc. Đẹp mỹ miều, đẹp dịu dàng luôn. Đẹp dịu dàng mà không chối rõ luôn á. Là chày xì cài hồi ơ luôn. Nè mẹ tào lao chà. Mẹ ui dùi vui. Hả? Mẹ ui dùi vui. À mẹ ui dùi vui hả? Ui dùi vui. Ui dùi. Ui dùi vui. Ui dùi vui. Đúng rồi. Bỏ thịt ra bỏ cơm. Bỏ thịt ăn cơm hả? Chú ăn miếng cơm bự kia kìa. Thôi ôi. Bữa. Ui chào. Bữa cơm bé. À nó. Hiểu rồi, mới vừa nghe nó hiểu gì rồi. Hồi nãy cô chú thấy nó múc một cục cơm bự không? Sao nó bỏ vô họng nó bị rớt á, cái nó nói không được đâu em bé. Có nghĩa là nó nói là ý nó nói là cái cục cơm bự quá nó bỏ vô họng vừa thôi, nó làm cái cục cơm nhỏ nhỏ lại một chút á, mà nó nói không được đâu em bé. Không được đâu, ăn cái cục nhỏ nhỏ thôi, không phải là không được đâu em bé, nghe không? Ý nó em bé là nhỏ đó. Chị đi. Trời ơi, cha nhìn dễ thương quá đi thôi á. Trời ơi, nhìn ôi trời ơi, trời cái mặt cũng giọng quá đi thôi. Rồi coi mặt bộ đồ nè. Mặt không một chút tì vậy, không miếng mà không miếng ai. Muốn coi nào. Muốn coi xương môi hả? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, cái mặt không tì vết luôn mà. Đây mà vô tình mẹ cột cái đầu tóc nhìn sao dễ thương dữ ta. Không muốn này. Ôi thương quá. Muốn này. I love you sweetheart. JD, I love you. I love you. No no no, I love you more. No, I love you. No no no, I love you more. I love you. Mẹ, con gì á? Con nào đâu? Con gì á? Nhìn thẳng. Nhìn thẳng con gì đâu? Con gì đâu? Trời ơi, mặc cái áo YouTuber nè. À, mặc cái áo YouTuber, mặc cái quần nè, coi ngồi nè, coi được không? Nhưng ngồi còn đánh giỏng nữa.
Ui chào ơi, hôn cô chú à. Hôn mẹ miếng ai? Hôn mẹ miếng ai? Từ từ để make up ai? À, từ từ để make up ai? Con make up Spider-Man. À, make up Easy Spider run up the water spout hả? À? Có đào kem the rain and wash the spider out không? Rồi, lẹ đi, lẹ đi. Trời ơi, nhìn cái mặt thấy thương má đi thôi. Đánh hai cái má hồng lên nhìn thấy thương má đi thôi á. À, nhìn vô đây đánh. Nhìn thẳng. Thôi ôi. Nhìn thẳng. Trời ơi, coi kìa, nó điệu hành nè. Thôi ôi, coi kìa. Chay mà để cái máy này nhìn dễ thương nha. Chay là phải có cái máy xuống nhìn dễ thương nha. Có máy xuống là nhìn đúng dễ thương luôn á. Ôi, ai móc mũi, đang đẹp mà ai móc mũi, vô với lý. Rồi nó nghe nè, cái áo YouTuber này sao bèo dữ à, mới có một năm mấy à. Mẹ mở. Mà tưa hết rồi. Nhìn thẳng. À, YouTuber chay xì cay hôi xì dơ mà chưa gì rồi, bị ấy hết rồi. Ai nhắn đây? Mẹ chữ làm mẹ ơi. À sao? Anh tự làm sao? Chữ làm. Mẹ chữ làm. Mẹ tự làm sao con? Mẹ chữ làm make up nha. À, mẹ tự làm make up cho con hả? Ngày này. À mẹ làm cho con hả? Mẹ đang quay phim sao mẹ làm được? Mẹ đang quay phim cho cô chú coi sao mẹ làm được. Nè. Rồi giờ mẹ bỏ xuống mẹ. Cái gì vậy? Để xuống. À để điện thoại xuống phải không? Ok, để mày để xuống. Mẹ đi cho má để. Rồi, à, mày để xuống rồi để mẹ làm cho con nha. Rồi. Ô, nó tài đẹp quá, nhìn cô chú coi. Nhìn cô chú coi. Mẹ mà make up ok make up mẹ à, mẹ make up cho con phải không? Make up Easy Spider. Đây nhìn đây. Mẹ, ông bé. Ông bé đâu? Nhìn thẳng. Chị bác à. Cái gì? Ông bé này. Nhìn thẳng. Ông bé này. Rồi đây. Ông mà dễ quá. À làm mắt. Lấy tay ra, lấy tay xuống, người ta mới làm mắt được. Rồi. Lấy tay nữa, nó quẹt ở dưới này luôn cho nó. Chị tiền sơ lây bê đi. Nguyễn rồi, Nguyễn cổ Nguyễn coi, thường má em cũng cắn luôn. Mẹ ơi, cắn rồi. À, mẹ xin lỗi. Nó mệt quá, khóc xảo quá. Rồi, cái mét ba nó đó. Nó sao ok, ơi. What happened? Mẹ làm gì con? What did mommy do? I don't see anything. Mommy. I bit you, right? Oh, well, she didn't leave a mark, so it didn't happen. You have to prove guilt when you accuse someone. Mẹ cắn con mà đâu có dấu đâu, nên là đâu có một cái gì chứng minh là mẹ cắn con đâu. Mm. It doesn't hurt. Where? I don't see where she bit you. Where? Where? Right here? Ồ, ba, cái gì? Sao vậy? Ba làm. Ba làm gì con? Ba làm cắn. Ba cắn con hả? Để mẹ coi coi. Now she say, Daddy bit me. Rồi, để mẹ coi coi. Ui, chào ơi, tội nghiệp em chưa? Okay. Ừ, em quay qua bên đây em bị mẹ cắn, em quay qua bên kia em bị ba cắn, tội nghiệp em chưa? Không được ngậm cái đó chúng nó sốc vô cái họng. Con nhớ không? Con nhớ là mẹ dặn con không được chơi với cái đầu đó không? Rồi nhìn anh make up. Oh, so pretty. Cười cái, cười nhẹ cái, cười thân thiện cái coi. Cười thân thiện sao? Nhăn răng ra, lè lưỡi ra. Mẹ.
Mẹ make up con phải không? Mẹ make up con. Mi phi. Trời ơi, ok, ok. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Này. Trời sao sao? Trời ơi vậy hả? Trời ơi đẹp quá. Mẹ giữ không? Mẹ tự làm. Trời mẹ tự làm sao? Mẹ giữ làm. Mà mẹ tự làm cho con phải không? Ok. Ok. Em màu green. Màu green phải không? Ok màu green. Ok. Con thấy cái tay mẹ make up chuyên nghiệp không? Em muốn màu pink. Màu, con làm cho cô chú coi cái đây. Làm cô chú coi cái đẹp không? Rồi mẹ làm màu pink. Làm vậy nè, làm vậy nè. Đúng rồi, cười thân thiện ơi. Mẹ muốn màu pink. À mẹ muốn màu pink, ok. Pink. Ok. Muốn màu blue. Muốn màu blue, sao muốn nhiều màu vậy? Ngồi chút thành cái lương coi sao. Trời ơi, móc mũi nữa. Lên sân khấu mà cái móc mũi hoài. Kỳ quá.